Giới thiệu đầu tập, thực ra chúng ta đã gặp nhau 3 lần rồi. Lần đầu tiên là ở hồ bơi, lúc đó cô đang la lên. Mắc cười lắm hả? Hàng xóm số 4 đã nói tôi không phải là đồ sưu tầm của anh ta, anh không hiểu sao? Vậy anh ra ngoài được chưa? Gần đây anh ta không thèm đối hoài tới cô nữa. Có phải hai người thường cãi nhau không? Tưởng Đại Duy, chừng nào anh mới đưa em tới nhà anh đây? Tôi cho cô một cách hay để trả thù, để cho cô nguôi cơn giận. Bộ phim Tình cũ, em yêu anh. Tập 2. Rồi cũng có ngày có thể mỉm cười kể ra những hối tiếc trong quá khứ. Rồi cũng có ngày có thể khóc mà kể ra những mất mát trong quá khứ. Nhẹ nhàng bình thản, để chuẩn bị cho cuộc gặp gỡ tiếp theo. Chương Tử Di. Cho dù tôi trả thù anh ta là đang làm việc thiện, vậy còn người lên giường với tôi thì sao? Cũng làm tổn thương người ta mà. Nói thật thì tôi vẫn ổn. Cái gì? Tôi vẫn ổn thật mà. Tôi không ổn chút nào hết. Bực ghê. Anh ta nhắn cô đúng không? Đàn ông trước khi làm chuyện xấu đều sẽ chuẩn bị trước. Nói cho dễ nghe thì là để được thanh thản. Nói khó nghe một chút chính là tối nay đừng làm phiền tôi. Không tin hả? Nếu vậy cô cứ vạch trần anh ta xem anh ta nói gì đi. Hay là vậy đi, người tốt làm tới cùng. Cho cô mượn điện thoại, gọi về cho anh ta. Alo. Alo, là em đây, đang làm gì vậy? À, tối nay anh chơi mặt trượt ở nhà bạn nên không về nhà, báo với em một tiếng trước. Là bạn nào hả? Thì là bạn đó, em đâu có biết anh ấy. Là bạn mới à? Em có gặp anh ta chưa? Tưởng Đại Duy, anh đang nói chuyện với ai vậy? Bạn anh là con gái hả? Có trai có gái, hôm nay em lạ quá. Hỏi nhiều như vậy làm gì? Em quan tâm anh cũng sai sao? Được rồi, anh không muốn cãi nhau với em. Sáng ngày mai anh phải đi học, trời sáng anh sẽ đi về nhà. Vậy đi nha, bye. Phương Vĩ Đức, những gì lúc nãy anh nói, tôi ổn mà. Giường ở đây. Tôi nhận ra mà. Cười cái gì chứ? Lên giường đi. Thẳng thắn như vậy sao? Không cần phải khởi động trước hay là... Tôi tìm anh để... Lên giường chứ không phải để yêu đương. Được, rất là thẳng thắn. Nè, lên đi. Tôi đã ngủ sai chỗ rồi hả? Hay là bình thường cô quen ngủ bên trái hay là bên phải? Tùy anh, đều như nhau. Nếu cô không chịu tôi cũng chấp nhận nha. Tôi có phải anh đâu. Anh đã quen với tình một đêm, cũng phải cho tôi ít thời gian chứ. Ờ, cho nên làm nóng của cô là đắp mền lại rồi nói chuyện. Ok. Rồi đó, muốn nói cái gì? Đàn ông các anh đều như vậy sao? Tình dục và tình yêu đều có thể chia ra à? Lên giường với một cô gái không hề thích đối với các anh là chuyện rất dễ dàng đúng không? Vậy tại sao phụ nữ các cô thích hỏi câu hỏi ngu ngốc như vậy? Sao cứ cố chấp yêu với không yêu, thật sự rất nhàm chán.
Chúng tôi đã là người thành niên, lên giường cả hai đều tình nguyện mà. Tại sao nhất định phải dùng yêu để chứng minh tất cả? Thì ra công tử đa tình mới là người hiểu được chân lý của tình yêu. Lẽ ra tôi nên biết anh sớm hơn, như vậy sẽ có thể sớm nhìn rõ bộ mặt thật của cái tên đó. Tôi cảm thấy cô khờ quá rồi. Cô tưởng là cứ sống chung với nhau thì mọi thứ sẽ nằm trong tầm kiểm soát của cô sao? Bạn trai cô sẽ không thể làm chuyện xấu sao? Cô quá tin anh ta rồi. Tôi sẽ không tin anh ta nữa. Là không tin anh ta nữa hay không tin tình yêu nữa? Anh ta chưa đủ tư cách làm tôi không tin tình yêu. Tôi chỉ ngốc chứ không đáng thương được chưa? Loại người như anh ta, được, vẫn còn ý chí là được. Anh làm gì vậy? Không phải trời sáng bạn trai cô sẽ về sao? Lúc này đã làm nóng người rồi. Muốn để anh ta biết cô không đáng thương thì giờ phải hành động rồi. Cô căng thẳng hả? Ai nói với anh tôi căng thẳng vậy? Cô nói với tôi đó. Cô nhìn mắt cô kìa, từ đầu tới cuối cũng không dám nhìn tôi. Còn vai với cổ thì cứng như gì vậy? Hai chân thì khép chặt lại luôn. Không phải căng thẳng thì là gì? Đừng có xài những chiêu đối phó với mấy cô bạn con số của anh vô người tôi. Cô đừng có nói vậy mà. Cô không giống với họ được chưa? Cô muốn rút ván còn kịp nha. Không hối hận hả? Vậy tôi bắt đầu. Khoan đã mà. Lại gì nữa đây? Tôi bị đau bụng. Bao tử cũng đau. Bị đau bụng? Gì vậy? Nhìn gì chứ? Sao lại đụng bậy vô đồ người ta? Không căng thẳng hả? Bị tên đó chọc giận tới, quên cả mua thuốc bao tử luôn. Không cần giải thích đâu. Tôi nghĩ hôm nay kết thúc tại đây đi. Cho dù muốn trả thù thì đôi bên cũng phải tình nguyện. Hơn nữa bây giờ cô không phải là số 1, số 2, số 3. Tôi cảm thấy đừng có miễn cưỡng bản thân. Đừng dùng ánh mắt của thánh nhân nhìn tôi. Nói thật thì lúc đầu tôi cũng rất là hứng thú, nhưng mà bị cái đau bụng hay đau bao tử của cô làm tới hết cảm giác rồi. Lên giường với người mình không thích cũng có cảm giác sao? Chỉ nhiên phải có cảm giác rồi. Tôi có phải người máy hay là búp bê gì đâu chứ. Anh không phải thì ai phải? Vậy đi, hình như trong phòng tôi còn có thuốc chống viêm giảm đau thì phải. Tôi đi tìm thử xem. Cô đợi tôi. Không cần đâu. Cô ngồi đi. Ở đâu ta? Chỗ này còn dư để lại cho cô. Vậy tôi qua bên cạnh. Có gì gọi tôi.
Phương Vĩ Đức, anh có thể ngồi với tôi không? Tôi không muốn ở một mình. Cô muốn tôi ở lại cũng được, nhưng mà tôi không ngủ dưới đất. Tôi đã ngủ dưới đất rất nhiều ngày, lưng tôi sẽ gãy mất đó. Ngủ trên giường đi. Cô không sợ tôi sao? Dù gì chúng ta cũng định lên giường với nhau mà. Ok. Coi như tôi phục cô. Cô biết không, cô là cô gái đầu tiên ngủ chung giường với tôi nhưng lại không xảy ra gì hết đó. Anh cũng là người đàn ông đầu tiên mà tôi không yêu nhưng lại phải quan hệ đó. Chỉ là chưa thành công thôi. Không phải tôi không được nha, mà do cô bị đau bao tử hay đau bụng gì đó thôi. Anh được hay không liên quan gì tới tôi. Nhưng mà cảm ơn anh trượng nghĩa như vậy. Đừng khách sáo mà. Cô có từng nghĩ tới lúc đó bạn trai cô về nhìn thấy chúng ta như vậy, anh ta sẽ nghĩ sao? Mặc kệ anh ta chứ, cho anh ta tức chết luôn. Tôi cảm thấy bản tính của cô nhất định rất hiếu thắng đúng không? Cho nên bạn trai cô mới hoảng sợ đó. Người làm bạn gái hay làm phụ nữ thì tính cách phải biết nhõng nhẽo một chút, như vậy mới dễ thương chứ. Bọn đàn ông các anh chỉ biết thích những cô gái nhõng nhẽo giả bộ đáng thương thôi. Nặng quá đi, sách không nổi. Trời ơi, dễ thương quá đi. Chán phèo. Làm vậy cũng sai sao? Tự mình vui vẻ mới quan trọng. Trước giờ anh luôn rất vui mà. Nếu tôi được một nửa như anh thì tốt rồi. Cô yêu tôi rồi hả? Bây giờ cô thay đổi ý định còn kịp đó nha. Anh làm gì vậy? Cởi đồ ra đó. Chút nữa bạn trai cô sẽ về. Nhìn thấy chúng ta đắp mền nói chuyện như vậy sẽ quê lắm đó nha. Không có đâu. Sao lại không có? Sao anh lại cởi đồ chứ? Như vậy mới giống chứ. Không cần đâu. Tôi muốn cởi đó. Đừng có cởi mà. Tôi muốn cởi đó. Đừng có cởi mà. Tôi muốn cởi đó. Đồ biến thái. Muốn cởi thì cởi mau đi. Ồn quá đi. Ngủ qua một chút đi. Đường Jenny, cô có thể ngủ lịch sự một chút không? Trời sáng rồi kìa, dậy đi. Khi nào bạn trai cô mới về vậy hả? Tôi đói bụng quá rồi. Giờ mấy giờ rồi? Bây giờ sắp 8 giờ rồi. Sắp tới giờ rồi, phải chuẩn bị đã. Bạn trai cô sắp về rồi. Sao anh lại cởi đồ vậy? Tôi không cởi đồ sao được? Hôm qua tôi đã nói với cô, bạn trai cô về nhìn thấy chúng ta đắp mền ngồi nói chuyện sẽ quê lắm sao? Kệ anh ta đi, lo nhiều quá làm gì? Cô chắc chứ? Làm gì? Anh ngồi xuống trước đi. Làm cho tóc rối một chút là được rồi. Anh xịt nhiều keo như vậy làm gì chứ? Làm vậy giả lắm. Đang xảy ra chuyện gì vậy? Em yêu à? Tối qua anh vui lắm. Chút nữa chúng ta cùng đi ăn sáng nha. Anh ta là ai? Cô nói rõ với tôi đi. Anh quan tâm sao? Nhìn tôi giống không quan tâm hả? Vậy tối qua không phải anh cũng làm chuyện tương tự sao? Cô theo dõi tôi. Đúng vậy. Cảm giác bị người ta phản bội khó chịu lắm đúng không? Được. Nếu như cô đã biết rồi, tôi cũng không cần gạt cô nữa. Đúng.
Tối qua tôi dẫn một cô gái đi thuê phòng. Hơn nữa tôi đối với cô ta là nghiêm túc đó. Tôi nói thật với cô, tôi đã không còn cảm giác với cô. Tôi đã muốn chia tay với cô lâu rồi. Anh muốn chia tay lâu rồi sao? Chẳng lẽ cô không cảm nhận được thái độ gần đây của tôi dành cho cô rất lạnh nhạt, còn thiếu kiên nhẫn sao? Dĩ nhiên tôi có cảm giác rồi. Tôi tưởng anh chỉ cái gì hả? Tôi thật sự không hiểu cô đang giả điên hay là ngốc. Đâu có cô gái nào có thể chịu đựng bạn trai của mình không đoái hoài tới mình chứ. Đó là vì anh là bạn trai tôi mới chịu đựng thôi. Vậy thì đừng có chịu đựng nữa. Ở bên nhau hơn 2 năm mà có thể chịu đựng loại đàn ông này. Đường Jenny, đã là thập niên gì rồi? Chắc cô không nghĩ rằng tình yêu thời sinh viên chính là suốt cuộc đời chứ. Cô có thể không chịu đựng bởi vì tôi đã không còn yêu cô nữa. Tranh thủ hôm nay nói cho rõ đi. Chia tay đi. Chia tay thì chia tay, có gì hay ho chứ. Nhưng mà anh nghe cho kỹ, hôm nay là tôi bỏ anh, bởi vì anh không xứng ở với tôi. Không sao hết. Tùy cô. Nếu như cô kiên quyết nghĩ là cô bỏ tôi chấp nhận. Nếu vậy tôi cũng không cần truy cứu người đàn ông đến với cô là ai. Chúng ta chia tay vui vẻ nha. Nói chia tay thật sự dễ vậy sao? Có những lời chia tay một khi đã nói ra cũng giống như cắt đứt một miếng gì trên cơ thể mình vậy. Nhưng có những lời chia tay sau khi nói ra thì mình lại có cảm giác như trút được gánh nặng rất nhẹ nhàng. Tưởng Đại Duy, cô làm gì vậy? Cô điên rồi hả? Cô điên rồi. Đừng, tôi cảnh cáo cô, đừng quăng, đừng có quăng nữa. Tôi sẽ tự lên lấy. Ai cho anh lên vậy hả? Hợp đồng là tôi ký, tiền nhà do tôi trả. Nói chia tay vui vẻ đúng không? Đây chính là cách chia tay vui vẻ của tôi đó. Khoảnh khắc được nói ra đó, trái tim bạn sẽ cho bạn biết sự khác biệt giữa hai lời chia tay này. Jenny, ăn sáng để hả giận nha. Bạn Đường Jenny, thói quen ăn đồ của cô xấu quá. Tôi cho cô biết cô uống hết thuốc bao tử đó là hết rồi nha. Làm gì vậy? Bị thất tình. Thất tình thì phải khóc lớn tiếng ra. Khóc xong sẽ hết buồn thôi đúng không? Có thể khóc to một trận là chuyện tốt đó. Điều đó chứng tỏ cô đã yêu không uổng phí. Ở bên nhau hơn 2 năm, bây giờ chia tay một cách đau khổ. Tình yêu này tồi tệ quá đi. Sao mà không uổng phí được? Lạ thật, yêu đương phải có kết quả tốt thì mới gọi là không uổng phí sao? Có thể nhận thức một số việc thông qua tình yêu này cũng là một sự thu hoạch mà. Cái giá cho thu hoạch này thật sự lớn quá đó. Cho nên cô không nỡ chia tay à? Năm nhất tôi đã quen anh ấy rồi. Tuy anh ta không phải là một người bạn trai tốt, nhưng ít ra chúng tôi cũng có những khoảnh khắc rất ngọt ngào.
muốn quên đi một mối quan hệ đã từng rất tốt đẹp, nhưng bây giờ thì tan nát, thì vẫn sẽ đau khổ mà. Biết đau khổ là chuyện tốt, nhưng làm ơn tuyệt đối đừng có bắt bản thân phải cố gắng gượng. Không được khóc, không được buồn gì đó nha. Tôi cho cô biết, thời gian mà lâu dần thì sẽ tê liệt. Cô quên đi cách khóc, cách đau khổ, trái tim cô đại khái sẽ bị hư mất đó. Anh lại bắt chước lời chị Linda có đúng không? Ai bắt chước chứ? Đó là do kinh nghiệm yêu đương của tôi rất phong phú. Tôi cho cô biết, một khi con tim khô héo thì cuộc tình tiếp theo sẽ không tới nữa. Thật không biết mấy cô gái kia thích gì ở anh nữa. Vậy bản thân cô có thể thử mà. Dù gì bây giờ cô cũng không có bạn trai. Cô có thể cân nhắc làm số 4 của tôi. À không đúng, số 2 đã bị loại trừ, cho nên bây giờ cô xếp thứ 3 mới đúng. Cảm ơn anh nha. Tôi không có hứng thú với hạng đàn ông như anh. Vậy tôi hỏi cô nha, nếu bây giờ cô với Tưởng Đại Duy đang tốt đẹp, vậy sau này cô có lấy anh ta không? Ai đi nghĩ mấy chuyện lâu như vậy chứ? Đúng vậy, ai mà nghĩ những chuyện lâu như vậy chứ? Nói không chừng sau này cô sẽ đánh bại số 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 đó, sau đó trở thành người duy nhất của tôi. Tới lúc đó, biệt danh đàn ông cặn bã này của tôi không chỉ bị mất đi, mà còn có thể trở thành một nhà tư vấn tình yêu. Sao anh lại đủ tự tin đến nỗi mặt dày như vậy chứ hả? Đừng có làm phiền tôi ăn sáng. Làm gì vậy? Chụp hình cho cô làm kỷ niệm. Anh nhãn thật đó nha. Tôi muốn cho cô biết đây là vẻ mặt nên có lúc nói chia tay. Đừng có nôn, chút nữa tôi cho cô xem. Vẫn chưa, xấu quá đi. Nói lời chia tay nên có vẻ mặt gì? Đau khổ, không cam tâm, cố gắng mỉm cười, muốn mau chóng đứng lên. Tất cả các tâm trạng đều là bởi vì bỏ lỡ, bởi vì hối tiếc. Nhưng hối tiếc thì nhất định phải có rồi, chứng tỏ tôi đã từng yêu, đã từng quan tâm, thể hiện trách nhiệm đối với thời gian đã qua. Tuy không biết phải mất bao lâu, nhưng tôi chắc chắn sẽ vui lên. Điểm danh giùm tôi trước, tôi sẽ tới ngay, nhớ đó nha. Tại sao Jenny lại ở chung với loại người này? Nguy hiểm quá đi. Đường Jenny, Jenny. Giờ này rồi mà vẫn còn ngủ sao? Tôi dậy rồi, đang đọc sách. Đã rất nhiều ngày cô không đi học rồi đó. Đúng vậy, chúng tôi tìm cô rất nhiều ngày rồi. Cho dù thất tình cũng phải ăn ít đồ chứ. Ăn rồi. Cô chỉ ăn mì gói, làm sao được chứ? Thất tình vừa thất nghiệp, ăn mì gói chữa vết thương đúng rồi. Đi theo đi ăn đồ với tôi nha. Tôi không đói. Mau lên đi thôi, đi rửa mặt đi. Tôi rửa xong rồi. Có đâu, mau lên đi. Cô còn chưa đánh răng, nhanh lên. Đường Jenny, tôi đánh rồi. Đi, nè, phô đi. Cô hãy nhìn lại mình đi. Người này giống Đường Jenny không? Chỉ là thất tình thôi mà. Sao phải hành hạ mình vậy chứ? Tôi không có hành hạ mình. Tôi chỉ không muốn ra ngoài thôi mà. Jenny, chúng tôi đều rất lo cho cô. Bạn trai có thể đổi người khác, nhưng bạn bè là suốt đời đó. Bất kể ra sao, chúng tôi sẽ luôn bên cạnh cô. Jenny, bình thường cô ăn nhiều lắm mà. Hôm nay không giống cô nha. Nếu như cô không ăn, chúng tôi cũng không ăn. Tôi không đói. Được rồi, tôi ăn đây. Ăn
Ăn nhiều một chút, cô thích ăn đó. Ăn nhiều vô nha. Mau lên, ăn nhiều một chút. Đều là món cô thích ăn. Ăn một tô đủ không? Cô ăn bao nhiêu tôi ăn bấy nhiêu. Ông chủ cho tôi 3 tô mì khô. Cuộc sống lúc ban đầu đã bị biến đổi trong khoảnh khắc, khiến tôi không kịp trở tay, mất đi trọng tâm. Đợi tôi với, mau lên đi. Nhưng mà bởi vì có đám bạn ủng hộ tôi, cho nên cuối cùng tôi vẫn dốc hết dũng khí, tự nhủ với mình nhất định có thể mỉm cười đối mặt thất tình. Đường Yani là nơi quỷ ma gì vậy? Ăn tệ quá. Cô đợi tôi với, mau lên đi. Chân dài như vậy có ích gì chứ? Tưởng Đại Duy, tạm biệt. Cô đang la gì vậy? Mau lên đi. Đưa máy chụp hình cho tôi. Mau. Mở giùm tôi đi. Mau lên. Cô muốn chụp gì vậy? Đừng làm lãng phí phim của tôi đó nha. Cái này là tâm trạng hiện giờ của tôi. Tâm trạng gì hả? Đi thôi. Đi hả? Tôi mới đi lên cô lại xuống sao? Mau lên. Tôi... Mau lên đi. Cũng giống như Thụy Thụy nói, bạn bè sẽ luôn ở bên cạnh mình. Nhưng mà cũng không phải lúc nào cũng có người bên cạnh. Nhiều khi bạn phải cô đơn một chút. Khi quẹo cua cũng có rất nhiều khả năng xảy ra nằm ngay trước mặt bạn. Đây là tâm trạng lúc này của tôi. Mùa màng không ngừng thay đổi, thời gian cứ vậy mà tiến. Tôi rất chắc chắn sau mùa đông thì mùa hè tiếp theo sẽ rất gần. Tôi không muốn bỏ lỡ phong cảnh tiếp theo thuộc về tôi nữa. Đêm Noel hôm nay hai người sẽ làm gì? Ba mẹ tôi kỳ cục ghê, cứ muốn chọn tới Đài Bắc hôm nay. Hơn nữa còn hẹn cả nhà cô tôi ăn cơm, cho nên tôi nhất định phải có mặt. Nhà anh là đạo Công giáo sao? Tôi cũng vậy. Chị họ của tôi từ Mỹ trở về, ba tôi cũng bắt tôi phải đi ăn cơm. Vậy còn cô? Tôi cũng có hẹn rồi. Cô hẹn ai vậy? Đúng đó, chính là đồng nghiệp làm chung trước kia đó. Nè, được rồi, hai người đi về mau đi. Mau về ăn cơm đi nha, bye nha. Vậy chúng tôi đi nha. Bye nha, bye nha. Bye, Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Cô ấy hẹn ai vậy? Cô ấy còn chưa cho chúng ta biết nữa. Không biết ổn không nữa. Tệ quá, không có cái gì hết. Là cái gì vậy ta? Chỉ có ớt thôi. Sao lại lén la lén lút xuất hiện ngay sau lưng người ta chứ? Cô đói rồi à? Đâu có. Lần trước tôi có để một miếng bánh bông lan, nhưng mà không thấy nữa. Anh làm gì vậy?
Đâu có làm gì, đâu có. Sao giờ này cô mới về? Hôm nay là lễ Giáng sinh, cô không đi ăn cơm với bạn à? Hai người bạn thân của tôi đã bị ép đi về ăn cơm rồi. Vậy hả? Vậy tự mình ăn đi. Đâu có nhiều tiền dữ vậy. Anh mời tôi hả? Tôi có phải bạn trai cô đâu. Phim Nhật thường diễn như vậy, lễ Giáng sinh phải đi ăn bữa ăn Giáng sinh với bạn trai. Cha hỏi tôi có phải bạn trai của cô không. Anh chưa nghe qua câu có ngày bị rắn cắn sao? Tạm thời tôi không cần bạn trai nữa. Không ngờ cô bị nặng như vậy. Cái gì hả? Vết thương lòng đó. Thường thì nửa năm cũng hồi phục rồi. Tôi đã chuẩn bị tốt tâm lý cho cô. Còn đi leo núi với cô. Thôi bỏ đi. Tôi nghĩ cô nên xuất gia làm đi cô. À không được. Hình dạng đầu của cô có lẽ cạo trọc sẽ xấu lắm. Hình dạng đầu đẹp không liên quan gì tới anh chứ. Cuộc đời của tôi vẫn chưa cần phải đi tới sự lựa chọn này. Nếu cô không lựa chọn như vậy, tôi cho cô biết cách chữa trị vết thương lòng tốt nhất chính là lấy độc trị độc. Có phải anh cũng giống như cô gái người Pháp kia nghe không hiểu tôi nói gì hả? Tôi nói tôi không cần bạn trai, anh không hiểu sao? Tôi không phải kêu cô đi quen bạn trai, mà tôi kêu cô đi tìm một người yêu thương cô thật nhiều. Nhưng mà cô đừng có cho đi, bởi vì cho đi thì sẽ bị thương, không cho đi sẽ không bị thương. Anh đều như vậy hết đúng không? Sao hả? Mấy cô bạn gái từ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 tới số 100. Anh đều đối với họ như vậy đúng không? Trước giờ chưa từng cho đi, rác rưởi. Đó là bởi vì cho đi là một sự bắt đầu nguy hiểm. Nói sao? Là chân lý. Tôi cho cô biết cho đi cũng giống như một sự, giống như một cái công tắc. Một khi cô bật nó lên thì sẽ bị ghiền. Bỏ đi, nó cô cũng không hiểu. Thật là khó dạy mà. Tôi phải xuống dưới mua đồ ăn đây. Đi đi, Phương Vĩ Đức, anh còn chưa ra ngoài sao? Được rồi, sắp xong rồi. Giáng sinh vui vẻ. Giáng sinh vui vẻ. Anh vui quá ha. Bắt được rồi. Anh vô duyên quá đi. Ấu trĩ. Ai vậy? Đêm Giáng sinh nhất định phải ăn cho no say. Chưa thể gọi là thịnh soạn, nhưng rất là thành ý đó nha. Giáng sinh vui vẻ, Phương Vĩ Đức. Ghi chú, đừng bao giờ yêu tôi đó, làm ơn. Ấm áp là một cảm giác vô cùng kỳ diệu. Đặc biệt là vào mùa đông, vào lúc có cảm giác cô đơn, ngày lễ không ai bên cạnh. Sự ấm áp vừa phải, tuy rất là đơn giản, nhưng lại đủ khiến bạn ghi nhớ rất lâu, lâu đến nỗi mùa đông kết thúc. Mùa hè lại đến lần nữa. Sau đó bạn đã hồi phục sức lực trong sự vô tri vô giác, để đón nhận ánh sáng mới. Ứng dụng của một thiết kế đồ họa tương đối rộng rãi đó các bạn. Chẳng hạn như áp phích, bài quảng cáo, trang bìa, cùng với đóng gói sản phẩm, các thiết kế quảng cáo. Một thiết kế đồ họa tốt có thể thu hút sự chú ý của rất nhiều người. Vì vậy, về mặt marketing, thường đóng vai trò rất quan trọng. Đây chính là việc quan trọng nhất trong tiết học này của các bạn. Thiết kế đồ họa có thể chia làm điểm đường mà mặt.
dùng để thể hiện hình thái, màu sắc, chất liệu, tạo cảm giác không gian, giúp tác phẩm đẹp hơn, đồng thời có thể thể hiện mục đích truyền đạt của chúng ta. Ý của cậu ấy là muốn cậu mở cửa giùm cậu ấy. Dạ. Phương Vĩ Đức. Dạ. Tan học tới tìm tôi. Phương Vĩ Đức, cả học kỳ cũng không thấy cậu đâu hết. Có phải ngay cả môn của tôi cậu cũng không muốn thi không? Môn của tôi, chỉ cần cậu nộp báo cáo, tôi sẽ duyệt cho cậu qua. Nhưng mà còn phần của các thầy cô khác thì phải nhờ vô nỗ lực của cậu rồi đó. Nếu không, cho dù cậu không bị đuổi học, cậu cũng phải chuẩn bị tâm lý hoãn tốt nghiệp. Được rồi, hết chuyện rồi, cậu đi về đi. Cảm ơn giáo sư. Sao rồi? Sao rồi hả? Giáo sư Đô dạy môn lịch sử có chịu bỏ qua cho anh không? Ông ấy dạy thiết kế mà. Vậy hả? Mặc kệ đi, tóm lại ông ấy có bỏ qua cho anh không? Hay để tôi đi năn nỉ ông ấy nha. Tôi giỡn thôi, an toàn rồi. Dù gì hoàn thành tốt nghiệp cũng là chuyện sớm muộn thôi. Tình cảm anh em có thể giỡn chơi như vậy sao? Anh đúng thật là. Nhắc tới chuyện này, phụ anh với Đường Jenny giả bộ lên giường cũng sắp một năm rồi đó. Sao hả? Có từ lên giường giả biến thành lên giường thật không? Không có đâu, chỉ là nói chuyện thôi. Nói đến mền cũng không đắp nữa được chứ. Xem ra không thể coi thường cô Đường Jenny này. Sao hả? Không ngờ có phụ nữ có thể thoát khỏi móng vuốt của tên dâm tặc như anh. Là tình thánh đó nha, vậy cũng nói được. Cũng tốt hơn người còn trinh như anh. Tôi vẫn còn nguyên đó nha. Được rồi, được rồi. Nếu tính như vậy, cô ấy đơn thân cũng sắp một năm rồi. Sao hả? Có định tấn công cô ấy không? Không biết nữa. Không biết hả? Chắc không phải anh lại muốn đi cua gái chứ? Cua cái đầu anh. Nè anh Đức, hãy đợi tôi với. Anh Đức, không cần đâu. Lạnh quá đi. Không phải cô đang tới ngày sao? Ăn nhiều đá như vậy làm gì? Tôi nhịn lâu lắm rồi. Hôm nay không cần đi làm cho tôi ăn chút đi. Tôi cảm thấy cô kỳ lạ lắm đó. Đi làm ở cửa hàng tiện lợi quan trọng vậy sao? Ngày nào cô cũng tăng ca hết trơn. Đúng đó, cô làm cho mình mệt mỏi như vậy. Chúng tôi muốn gặp cô cũng khó quá đó. Tôi cũng muốn giống như hai người cùng đi ăn cơm xem phim. Nhưng mà thời gian đi học của tôi còn không đủ nữa là. Tôi còn sợ mình không đủ thời gian chuẩn bị kỳ thi nữa. Vậy tôi cùng hoãn tốt nghiệp với cô nha. Tôi với anh đâu thuộc cùng một loại người. Tôi sẽ không hoãn thi, xin lỗi anh. Họ là ai vậy? Cô nhất định là Trịnh Thủy Thủy. Chào cô, chào cô. Anh nhất định là Uông Tuấn Kiệt. Nghe danh đã lâu, nghe danh đã lâu. Nghe danh đã lâu. Hai người là ai vậy? Anh ấy ở chung một tầng với tôi. Còn người này là bạn học kim đồng nghiệp của anh ấy. Tôi là Đinh Quốc Khánh. Mọi người gọi tôi là Quốc Khánh được rồi. Tôi là Phương Vĩ Đức. Chúng tôi đều học ngành thiết kế công nghiệp. Sao tôi chưa từng nghe cô nói cô có hai người bạn này vậy? Có gì đáng để nói chứ? Hai người chưa từng nghe nhắc tôi sao? Đường Jenny, sao con người cô tệ quá vậy? Sao hả? Tôi còn tưởng chúng ta là bạn siêu thân. Dù gì tôi cũng biết quá nhiều chuyện của cô. Tôi có chuyện gì chứ? Chuyện gì hả? Ví dụ cô ấy chia tay với Tưởng Đại Duy. Đâu có chuyện gì. Trước khi cô ấy chia tay với anh ta. Nè, tan đá hết rồi kìa. Mau, tôi muốn ăn cái này. Xương sáo, mau. Anh muốn ăn không? Tôi không muốn ăn đâu. Anh là bạn trai mới của Đường Jenny hả? Không phải đâu. Đúng vậy, tôi với Jenny chỉ là bạn thân. Không sao đâu. Từ bạn thân thăng hoa thành bạn trai bạn gái cũng bình thường thôi mà. Tuấn Kiệt là đồng hương kim bạn thân của tôi. Anh đừng ăn hiếp anh ấy đó. Bây giờ tôi rất thích độc thân, không thích yêu đương. Không phải ai cũng như anh đâu. Phải đối phó với số 1, số 2 tới số N. Số 1, số 2, số N gì hả? Số thứ tự của bạn gái đó. Cũng giống như cô đi bưu điện, cô phải bóc số vậy đó. Vậy bây giờ xếp tới số mấy rồi? Tôi cũng không biết nữa. Nhiều khi không cố định. Nhiều khi số 1, nhiều khi số 3, nhiều khi số 5, nhiều khi số 8. Bản thân tôi cũng không rõ lắm. Anh đừng đem những suy nghĩ dơ bẩn đó đầu độc bạn tôi. Họ đều rất ngây thơ đó nha. Tôi cũng rất ngây thơ.
Đúng vậy, Đinh Quốc Khánh rất ngây thơ, ngây thơ đến nỗi bây giờ vẫn còn trinh luôn. Anh nhất định phải nói thẳng như vậy trước mặt các bạn mới sao? Vậy anh có còn trinh không? Thật đó, đi làm ở quán bar lâu như vậy mà còn ngây thơ thì thật là hiếm đó. Quán bar, quán bar, đúng vậy. Hai chúng tôi làm đàn em, lấy xe ở quán bar. Nếu như mọi người muốn tới, có thể tới tìm chúng tôi chơi. Được đó. Cô qua bên đó làm gì? Quán bar có rất nhiều giống với cái hạng rác rưởi này. Anh còn được, anh thì ngây thơ hơn. Bạn của cô chính là bạn của tôi. Hơn nữa hình như cô rất thân với hai người họ đó. Ai thân với họ chứ? Đúng vậy, tôi với Đường Jenny thân đến không còn thân hơn được nữa. Ai nói? Ai thân với anh chứ? Biết anh là vết nhơ trong đời tôi. Ai thân với anh đến mức không còn thân được hả? Cô phải chà đạp tôi vậy sao? Thì đúng là vậy mà. Bỏ đi lời nói cô ấy không nhất quán. Hay là vậy đi, tuần sau tôi đưa hai người tới quán bar mở mang tầm mắt. Tôi với thằng Khánh chở hai người đi. Cô ấy không đi, lui đi. Anh đừng có dạy hư bạn tôi. Anh đúng là rảnh thật, họ không đi tới đó đâu. Nè, sao lại là bạn cô? Bây giờ chúng ta đã là bạn bè rồi, sao phải chia bạn cô bạn tôi nữa? Cô học nhà trẻ à? Ai muốn làm bạn với anh? Anh mới âu trĩ đó. Nếu muốn thì phe cô với phe tôi đi. Sao hả? Không được à? Bỏ đi vậy đi nha. Hôm nay chậu kem tuyết này tôi mời khách, mọi người cứ ăn thỏa thích đi. Được, ông chủ cho thêm 3 ly sữa tươi đu đủ, 1 ly nước ép dưa hấu, còn có một tô kem tuyết tứ quả. Cô không lấy đậu đỏ đó, vậy đổi khoai môn. Anh có đem tiền không? Cảm ơn. Vậy tính tiền anh ấy đi. Gần đây anh ấy làm nhiều việc hơn. Sao lại như vậy chứ? Giới thiệu tập sau. Vẻ mặt khi thích một người là như thế nào? Lúc muốn gặp anh ấy, vừa mở cửa phòng ra là có thể nhìn thấy. Lúc đi trễ có thể chạy như bay chở cô tới chỗ cần đến. Khi đói, có thể đưa đồ cho cô ăn. À, ba người đang làm chuyện xấu. Uông Tuấn Kiệt, anh dám coi phim set? Không khí ở đây có độc. Chị cảm thấy hai đứa giống nhau lắm. Đều là loại người không chịu kể tâm sự của mình ra. Chỉ biết giấu trong lòng. Có nhiều lúc bỏ lỡ chính là một sự hối tiếc.就不用承担会失去你的心。